Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên cho các bác những cái giỏ lan đẹp để cho các bác sưu tầm nhá. Đây nha, một giò dáng hương tam bảo sắc, hàng giống thôi nhưng nó toàn cây lá ngắn thôi nha các bác nha, toàn cây xếp rụt này. Một giò dáng hương tam bảo sắc như thế này nha các bác nha. Đấy, như thế này. Đôi 4, 6, 8, 9 cây nha. Có 9 cây dáng hương tam bảo sắc như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha. 180.000 nha. Cho giò số 1 nha. Số 2 nè. Cái giò này thì đây cái cây này. Lá siêu ngắn mà siêu đỏ, thân nó siêu đỏ luôn nha các bác này. Nhìn cái chất cây, chất lá nhá các bác nhá. Đấy, xong nói đến giá thì các bác lại chạy luôn. Một giò cáo như thế này có 4 cây nha các bác nhá, 4 cây như thế này nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu nha. Cho giò số 2. Số 3 này các bác này, một cái giò cáo như thế này, một cây đỏ này, đỏ au luôn. Hai cây đỏ luôn, cây này thì lại vừa đỏ lại vừa xếp đẹp nha các bác nha. Vừa đỏ vừa xếp đẹp, có tổng đôi 4 5 cây. Một giò như thế này nha. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha. Hay thôi bán 800 đi nha. Bán 800 nha. Rồi bán 800 đâu. Trêu các bác tí cho nó sướng. 800.000 nha các bác nha. Chậu này là chậu 30 nha các bác nha. Cho giò số 3. Số 4 này. Toàn cáo siêu đỉnh luôn nha. Nhiều cây nha. Đôi 4, 6, 7, 8, 9. Tổng là 10 đầu nha các bác nha, 10 đầu. Đấy, 10 đầu mà toàn cây to. Đoạn có khi em không bán được, em cho vào chậu 40 cho nó sướng cái đời. Một cái chậu cả giò cáo như thế này nha các bác nha. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nha. 1 triệu 300 nha, toàn cây to thôi. Mà cáo đỏ này. Năm ngoái nó hoa nó nở tím lắm ấy các bác ạ. Cho giò số 4 nhá. Số 5 nè. Cái cây cáo này hình như cáo đực hay sao ạ các bác ạ. Đây nó lỗi mất hai lá này nè các bác này, lỗi mất hai lá giữa này. Đấy, sâu nó ăn. Mà nó chưa hề ra hoa luôn các bác ạ. Nó mà được ra hoa tím ngắt hoặc là hoa đỏ thì lại ngon. Một cặp lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cả lá ngọn là 11. Các bác nhá. Gọi là 10 cặp lá. Em bán giò này cho các bác với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Cho giò số số mấy nhỉ? Số 6 đúng không? 5. À số 5. Số 5 600.000. Số 6 này các bác này. Cái cây cáo đỏ nha các bác nha, cây cáo đỏ nha. Này đỏ au luôn này. Mà lá nó lại gân chứ. Một cái giò cáo như thế này. Đây, cái hoa đỏ au nhá. Các bác nhá. Cái này em mua của dân nên là em không biết mặt hoa nhá. Các bác về được tím ấy, thì các bác được hưởng nhá. Còn không được tím thì các bác chịu nhá. Còn bây giờ là em bán hiện tại nhá. Em bán giò cáo này nha cho các bác nhá với giá là 300.000. 300.000 cho giò số 6. Số 7 này.
Có 3 cây cáo nguyên bản như này. Đây, bác nào lấy thì em để riêng ra, vì là nó là nguyên bản mà không ảnh hưởng gì này các bác này, để gửi cho nó dễ gửi thôi các bác ạ. Một cái cây cáo như thế này, à một cục cáo nguyên bản như thế này các bác nhá. 3 cây nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 thôi. Đấy nhá, gửi nguyên như này thì 250.000 nhá. Cho giò số 7. Số 8 này, Sơn Thủy Tiên này các bác này. Hàng siêu lùn nha, siêu lùn nha. Cực kỳ nhiều cây luôn các bác ạ. Đấy. Cái này là Sơn Thủy Tiên nhá, cái nào em bán Hoàng Lạp là Hoàng Lạp nha các bác nhá. Đấy, một giò như thế này. Giò Sơn Thủy Tiên như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nhá, 350.000 nha. Cho giò số 8. Số 9 này các bác này, một giò Sơn Thủy Tiên tiếp này. Cứ như thế này các bác về ok. Em đã quyết cứt trâu ở đây rồi nhá. Đấy. Các bác về các bác cứ treo cái dòng Sơn Thủy Tiên này, nó cực kỳ dễ chăm. Giò này thì lại thân dài nha các bác nhá, thân dài nhá, như thế này. Một giò to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 300.000 nha, 300.000 nha. Cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Hai cây hoàng nhạn tháng 4 nha. Như thế này nha. Em bán hai cây hoàng nhạn tháng 4 như thế này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. Cho giò số 10. Số 11 này, cái này cũng hai cây này các bác này, hai cây hoàng nhạn như thế này. Hai cây hoàng nhạn như thế này thì em bán cho các bác với giá là 180.000 thôi. 180.000 hay lấy 170 đi. 170 nhá. Hai cây. Cho giò số 11. Số 12 này, cáo đỏ nha, ăn nắng 100% nha, nhưng vẫn phải qua lưới nha các bác nha. Đấy. Một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân, bảy thân, tám thân. Có một thân trồn nữa là chín thân nha. Một giò cáo đỏ như thế này. Đấy. Các bác về các bác muốn đặt vào chậu cũng được các bác nha, đặt vào chậu cũng được. Vì là ở dưới này nó còn cao mà. Đấy. Đặt vào chậu vô tư nha. Em bán giò cáo đỏ như thế này cho các bác nha. Đây, đỏ au luôn này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu nha, 1 triệu nha. Thành ra có 100.000 một cây thôi. Vì là nó to nên là giá trị nó sẽ giảm đi. Còn một cây thì các bác biết là nó cao như thế nào. Cho giò số 12. Số 13 này, các bác này, một cái giò chồn nó đẹp như thế này. Đấy, các bác nhá. Toàn cây to rồi. Em bán giò chồn như thế này nhá, chuẩn bị có nụ rồi. Đấy nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn nha. Đây này các bác này, nhìn cặp lá của nó là đôi 4, 6, 7 cặp lá nhá. 6 cặp lá thôi. Mùa toàn cây to rồi các bác ạ. Đây nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 200 nha. 200k này. Cho giò số 13. Số 14 này, một thân kèn nguyên bản từ rừng nha các bác nha. Một thân kèn như thế này, em bán 200.000. Cho giò số 14. Số 15 này, hoàng thảo kèn Lai Châu này. Có 6 thân hoa đây nhé các bác nhé. 6 thân năm nay ra được hoa.
Có mỗi là thân này năm nay là nó ngắn thôi. Đó. Một giò hoàng thảo kèn Lai Châu như thế này. Em bán giò này cho các bác nhá, với giá là 1.300.000 nha. Cho giò số 15. Số 16 đây các bác này. Đấy nha, chồn nha. Một giò chồn như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 các bác nha, 350.000 nha. Một giò chồn như thế này các bác mua cây giống còn không được cây các bác ạ. Em trồng thuần như thế này rồi cho các bác này. Cho giò số 16. Số 17 nè các bác này. Một cái giò chồn to như thế này, cây to. Năm nay ra được hoa hết rồi các bác ạ. Một giò chồn như thế này nhá các bác nhá. Em bán giò chồn như thế này cho các bác với giá là 420.000. 420.000 nha các bác nhá. Đây này. Đó. Cho giò số 16. À 17. Số 18 này các bác này. Một giò dáng hương tam bảo sắc toàn cây to như thế này. Đấy. Đây à. Một cây này, hai cây, ba cây, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây. Tám cây nhá các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha. Cho giò số 18. Số 19 này các bác này. Một giò chồn như thế này. Đấy, toàn cây đẹp thôi nhá. Em trồng thưa thôi. Đây này. Em bán giò chồn như thế này cho các bác với giá là 400.000 nha. Thôi lấy 350 đi. 350.000. Vì là nó hỏng mất một cái lá này rồi. Nên là em bán 350.000 thôi. Như cái khơi này không ảnh hưởng gì đâu, nó hỏng mất một lá thôi. 350.000 nha các bác nha. Cho giò số 19. Số 20 này. Cái cây cáo này là cây cáo phân nhánh này, hoa vẫn còn đây nha các bác nha. Năm ngoái đã ở nhà em rồi. Và cây con của nó đây nha. Đấy. Cây này cũng phân nhánh nha. Và cây này không phải là cây con của nó nha. Đấy, cây hoa này hoa phân nhánh nha. Có hai cây phân nhánh, một cây mẹ con. Tổng 4 cây như thế này em bán cho các bác với giá là 800.000. Thành ra là nó có 400.000 một cây cáo phân nhánh thôi các bác nhá. Nên là giá cũng là rẻ rồi. Cho giò số 20. Số 21 này các bác này. Một cái giò này người ta gọi là kiều dẹt nha các bác nha. Em mới trồng thôi. Như nó chạy dễ hết rồi nha các bác nha. Chạy dễ hết rồi. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 600.000 nha. Kiều dẹt nha. Nên giống nó đắt rồi. Nên là em ghép to như thế này. Nên là giá không rẻ được nha các bác nha. 600-700.000 một cân rồi. Cho giò số 21. Lấy cho anh giò kiều đây. Số 22 này. Đấy, có hai cây cáo như thế này nhá. Mà lá cái này còn lá gân này các bác này. Lá gân đấy. Hai cây như thế này em bán cho các bác với giá là 150.000 nha. 150.000 nha. Cho giò số 22. Số 23 này các bác này.
Một giò kiều người nhà em nó siêu nụ rồi. Này. Ba thân nụ luôn. Ba thân nụ luôn. Hai thân nụ. Đây cái này. Nụ nó tất ở đây này. Đấy. Một giò kiều to như thế này nha các bác nha. Đây nha. Đấy, em xoay tròn cho các bác nhìn nhá. Nó phải được tầm 20 thân hoa ấy, em không đếm đâu. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 300 nghìn nha, 1 triệu 300 nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Đấy, dáng hương tam bảo sắc nhà em nó như thế này nè. Rễ nó nhiều nên là nó chắn hết cây rồi. Đây nha các bác nha. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 250.000 nha. 250.000 nha. Cho giò số 23. Số 24 nè các bác này. Ôi ôi nụ nhà em nó còn lên hết vào thân này các bác này. Đây nha. Một giò kiều như thế này em bán cho các bác với giá là này, to như thế này mà. Đấy, các bác tưởng tượng ra nhá. Chậu 30 nhà em đấy ạ. Em bán giò này cho các bác với giá là 1 triệu 200 nghìn đây. 1 triệu 200 nha. Cho giò số 24. Số 25 này các bác này, trâu nhà em này. Đấy. Hoa cũng dài, các bác về ngắm luôn cho em nhá. Được 6 bông hoa à, được 7 bông hoa. 7 bông hoa nhá. Em bán giò này cho các bác nhá, 3 cây nhá. Cho các bác với giá là 700 nghìn nhá. 700 nghìn nhá. Cho giò số 35. 25. À 25. Lấy cho anh một giò long quy đá. Số 26 này các bác này. Đây nha. Nụ đây nha. Nụ đây nha. Đấy. Nụ đây nha. Cái này thì em mới trồng nó mới chạy rễ thôi. Nên là có nụ em bán nhá. 3 nụ này. 4 nụ này. 5 cái nụ này. Được có 5 cái nụ rồi nhá. Một giò to như thế này. Trồng và dớn nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 500 nghìn nhá. 500 nghìn nha các bác nhá. Cho giò số 26 á. Số 26 nhá. Số 27 này các bác này. Long tu đá xin hồ nguyên bản nhá các bác nhá. Nguyên bản này. Những thân này là thân hoa hết đây nha các bác nhá. Đây này. Đấy. Đây nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 550.000 nha. Cho giò số 27.